Xin trân trọng kính chào các anh chị và quý vị khán giả của Việt Vision. Kính thưa các bạn cùng các anh chị, như qua theo dõi và các cái thông tin ở trên báo chí vào ngày 29 tháng 11 năm 2023 vừa qua, thì cơ quan an ninh điều tra của Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đặc biệt 6 bị can về tội khủng bố. Trong đó có nổi lên đó là tên Y Quynh Buôn Giá, 31 tuổi, ngụ tại huyện Rông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Thưa với các bạn, gần tới ngày xét xử, cái bọn khủng bố phản động đã gây ra cái sự kiện kinh hoàng vào tối ngày 11 tháng 6, hai xã E Tiêu và E Tu ở huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk. Thì chúng ta sẽ lần lượt điểm lại những cái nhân vật mà cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đặc biệt. Thưa với các bạn, như chúng ta đều biết, sự việc xảy ra nghiêm trọng tại huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11 tháng 6. Thì trong số 6 đối tượng này có tên Y Quynh Buôn Đá là kẻ cầm đầu nhóm Phun Rô Lưu Vong, có cái tên hoạt động là Người Thượng Đứng Lên Vì Công Lý, hoạt động tại Thái Lan. Tên Y Quynh là đối tượng có lịch sử chống chính quyền, dù đã từng bị đưa đi cải tạo, đã từng được giáo dục rất nhiều lần, nhưng Y Quynh vẫn không cảnh tỉnh, ngày càng lún sâu vào sai lầm, và đặc biệt là từ khi xuất cảnh qua Thái Lan. Vào năm 2019, thì đối tượng này hoạt động chống phá, lại buôn làng lại Việt Nam, ngày càng quyết liệt, đồng thời cũng là tay chân đắc lực cho một số tổ chức phản động người Việt ở nước ngoài, ví dụ như là cái tổ chức PPSOS của tên Nguyễn Đình Thắng và cái tổ chức khủng bố Phun Rô Đề Ga đang sống lưu vong tại Hoa Kỳ. Ngoài cái việc lừa gạt, lôi kéo người vượt biên để gây ra bất ổn về vấn đề an ninh trật tự, chính trị trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên, thì đối tượng này thường xuyên đã sử dụng mạng xã hội đăng tải nhiều thông tin xuyên tạc, vu cáo Việt Nam, vi phạm dân chủ nhân quyền, vi phạm về tự do tôn giáo, đàn áp đồng bào, người dân tộc. Bên cạnh đó, hắn ta đã kích động cái tư tưởng dân tộc hẹp hòi để đòi ly khai tự trị, phục vụ cho cái ý đồ thành lập nhà nước, xây dựng và thành lập cái nhà nước Đề Ga độc lập tại Tây Nguyên. Thưa với các bạn, cái bộ mặt của tên phản động Y Quynh này cùng đồng bọn của hắn ta như thế nào, cũng như là cái vai diễn và cái vai trò của tên Y Quynh này trong cái vụ khủng bố rạng sáng ngày 11 tháng 6 tại huyện Chư Quynh ra sao, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu dần sau đây. Thưa với các bạn, Y Quynh Buôn Đá là kẻ cầm đầu nhóm Người Thượng Đứng Lên Vì Công Lý, là người dân tộc Ê Đê. Đối tượng này sinh năm 1992 ở huyện Rông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Mặc dù Y Quynh còn trẻ, mới sinh năm 1992 thôi các bạn, nhưng tên này đã sớm có cái tư tưởng chống đối lại chính quyền và nhà nước Việt Nam. Vì sao các bạn? Vì bố đẻ của nó chính là đối tượng tham gia vào tổ chức khủng bố phản động Phun Rô
và có cái vai trò cốt cán trong các cái vụ biểu tình vào những năm 2000 tại Tây Nguyên, và đã từng được đi cải tạo. Vì vậy, sinh ra và lớn lên trong một cái gia đình mà có truyền thống phản động, truyền thống khủng bố, thì những cái hoạt động phá hoại của tên Y Quyên này là điều không tránh khỏi, và nó cũng rất là bình thường, tại vì là cha nào thì con nấy mà thôi. Ngay từ khi còn bé, mới là học trên phổ thông thôi mà, ở một cái trường nội trú, thì tên Y Quyên này đã phát tán các cái bài hát ca ngợi khủng bố Phun Rô, đồng thời lôi kéo bạn bè tham gia tuyên truyền chống phá nhà nước cũng như buôn làng. Vào năm 2009, hành động và hành vi của hắn ta đã bị chính quyền địa phương phát hiện, nhắc nhở, giáo dục, và hắn ta cam đoan không tái phạm. Nhưng sau đó, hắn ta vẫn tiếp tục móc nối với các đối tượng Phun Rô lưu vong ở nước ngoài và ngầm thực hiện các cái hoạt động chống phá lại chính quyền địa phương cũng như là gây bất ổn ở buôn làng. Đến tháng 2 năm 2012 thì bản thân Y Quyên đã bị bắt tạm giam 5 tháng về cái tội danh là phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc. Các bạn thấy không? Mới có đứa con nít thôi các bạn. Đó, nó sinh năm 92 mà. Đó, 92 đến năm 12 thì mới có gọi là 20 tuổi thôi. Đó, mà đã coi như là bị bắt giam, tức là có tiền án tiền sự rồi bạn, với cái tội danh là phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc. Đến cuối năm 2013 thì Y Quyên cùng đồng bọn bị phát hiện là vẫn liên lạc với bọn khủng bố phản động Phun Rô Địa Ga lưu vong ở bên Hoa Kỳ, và đã bị đưa ra kiểm điểm trước buôn làng. Bên cạnh đó, với chính sách nhân đạo của pháp luật, với cái sự cởi mở, tha thứ, bao dung của buôn làng Tây Nguyên, đã cho cái tên Y Quyên này thêm một cái cơ hội này để sửa chữa những sai lầm. Nhưng thưa với các bạn, bản chất lưu manh, tráo trở cũng luôn thể hiện rõ sau những lần vi phạm, những lần ăn năn, hứa hẹn sửa chữa với buôn làng, với chính quyền. Đó chẳng qua đó là những cái lời nói chót lưỡi, đầu môi, những cái che đậy bởi cái sự che đậy cái vỏ bọc giả tạo của một cái tên phản động chống phá, dù đã được nhiều lần chính quyền cũng như buôn làng khoan hồng cho thêm cơ hội sửa chữa. Sau đây chúng ta sẽ nghe cái lời nói gọi là ăn năn hối cải của cái tên Y Quyên. Từ đó là con thấy việc làm của con sai trái, các anh chị em là trong gia đình và anh chị em là trong gia đình và cũng như là trong xã hội là không nên theo kẻ xấu, nhất là người Dega ở từ nước ngoài nó xuyên tạc, mà chúng ta nên tin tưởng vào Đảng nhà nước. Các bạn thấy cái lời nói của nó nói như con vẹt, các bạn thấy không? Rất là lưu manh các bạn. Con vẹt thôi. Tuổi thanh niên nhẹ dạ cả tin thì không nên theo Ijo Adrung hay là Dega Tu, những người phản động từ nước ngoài xuyên tạc,
đừng có tin những cái bài viết từ trang mạng, từ Facebook. Nếu mà chat hay là Facebook thì là không nên xem mấy cái trang mạng đó, là tốt nhất cho chính bản thân mình. Bị pro lưu vong ở nước ngoài nó lừa, và thứ đó là con thấy việc làm của con sai trái. Các anh chị em là trong gia đình và cũng như là các bạn thấy nó như qua cái lời nói của nó thôi các bạn, là đã thể hiện đây là một cái tên lưu manh, tên chống đối. Cái bản chất coi như là nó rất là tráo trở các bạn. Đến năm 2018 thì cái bọn phun rô lưu vong ở Hoa Kỳ đã đẩy mạnh móc nối vào Tây Nguyên với cái mưu đồ là phục hồi lại tổ chức, phục hồi lại cái tổ chức khủng bố phun rô đó các bạn. Lâu nay nó đã bị phá tan, bị chính quyền và nhân dân đã phá tan rồi các bạn. Đặc biệt là sau những cái vụ mà bạo loạn, biểu tình vào năm 2001, 2003, 2008 nữa ha. Đó. Thì bọn này nó lại tiếp tục liên lạc lại với cái ý đồ, tức là phục hồi lại cái tổ chức phản động này. Và chúng nó đã ma mị người dân, người đồng bào Tây Nguyên. Chúng nó không gọi phun rô nữa, mà chúng nó chuyển qua, chúng nó gọi là đê ga. Và chúng nó đã lợi dụng cái tôn giáo để mà chúng nó len lỏi, xâm nhập dưới cái tên gọi là Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ. Chúng ta, cái tên này là chúng ta đã có từng nghe qua rồi ha Thục An. Thực chất đây là một cái tổ chức khủng bố, là con đẻ của bọn Aga, của bọn Imut, của bọn Punro Đề Ga, ở đang sống lưu vong ở bên kia thế giới. Thì cái tên Equin Bunja này đã được lôi kéo tham gia cùng với một số phần tử khác, và bọn này nhận chỉ đạo từ bên ngoài, tức là từ cái tổ chức khủng bố Punro Đề Ga Tây Nguyên, cũng như là một vài cái tổ chức chống cộng ở bên kia thế giới nữa các bạn, tập hợp lực lượng và lôi kéo đồng bào người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên vào tham gia cái Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ này để hoạt động chống phá trên địa bàn tỉnh Tây Nguyên. Mà chúng ta đã biết là cái nhân vật hoạt động nằm vùng hoạt động rất đắc lực, tức là cái tên Ibrahim Bunja, tên này đã bị cơ quan công an bắt tạm giam để điều tra. Và bản thân tên Ewing thì thấy rằng trước sau gì với cái hành tung chống phá lại buôn làng với chính quyền, thì trước sau gì cũng bị chính quyền và nhân dân bắt giữ, cho nên hắn đã cùng với vợ con vượt biên trái phép qua Campuchia và chạy qua xin tị nạn ở bên đất nước Thái Lan. Tại Thái Lan thì vào khoảng tháng 7 năm 2019, hắn đã tập hợp những cái đối tượng là người dân tộc ở Tây Nguyên có cái tư tưởng chống đối lại chính quyền nhà nước Việt Nam đang tị nạn tại đây, và thành lập ra cái nhóm gọi là Người Thượng Đứng Lên Vì Công Lý, và do chính tên Y Quynh này cầm đầu. Trợ thủ cho hắn toàn là những đối tượng từng có lịch sử chống phá lại chính quyền Việt Nam cũng như gây bất ổn cho buôn làng ở Tây Nguyên. Thưa với các bạn, với cái vỏ bọc đấu tranh đòi công lý cho người thượng ở Tây Nguyên, cùng với cái sự hậu thuẫn của các tổ chức phản động người Việt và bọn phun rô lưu vong tại Hoa Kỳ, chúng đã lôi kéo, dụ dỗ một số đối tượng tham gia vào tổ chức của hắn, được tập huấn về xã hội dân sự, bất tuân dân sự, đào tạo phương thức hoạt động chống phá, móc nối, phát triển lực lượng, xây dựng cơ sở ngầm trong nội địa Việt Nam, và cụ thể là ở các cái buôn làng trong tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên, chỉ đạo bọn trong nước cung cấp các cái thông tin về các vụ việc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Và bên cạnh đó, Y Quynh cùng đồng bọn đã lợi dụng những cái sơ hở thiếu sót của chính quyền trong việc triển khai thực hiện các cái chính sách của đảng và nhà nước
về dân tộc, tôn giáo để cho bọn nó xuyên tạc, bóp méo nhằm vu cáo nhà nước Việt Nam đàn áp tôn giáo và đồng bào dân tộc, không có tự do nhân quyền để kích động tư tưởng hẹp hòi và tiến tới đòi ly khai tự trị, thành lập ra nhà nước DEGA tại khu vực Tây Nguyên. Qua thông tin mà chúng tôi nắm được thì bản thân qua bên Thái Lan thì phải nói là vợ chồng của tên Y Quynh này sống rất là vất vả. Bản thân tên Y Quynh đi làm phụ thợ hồ, và vợ của hắn ta thì bán nước mía ở một cái vùng ven tại thủ đô Bangkok. Với cái thu nhập không đủ ăn, rất là thiếu thốn, ngôn ngữ thì bất đồng. Và sau khi mà những cái tổ chức phản động chống cộng người Việt ở nước ngoài đã liên lạc móc nối với tên Y Quynh này, thì hắn ta đã có cái cơ hội tập hợp lại những cái đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số cũng đang sinh sống tị nạn ở bên Thái Lan, vượt biên trái phép qua bên Thái Lan các bạn đó. Thì bọn này đã thành lập mà cái tổ chức là người thượng đứng lên vì công lý đó. Và trong thời gian gần đây cũng như hiện tại bây giờ thì cái nhóm của tên Y Quynh này, người thượng vì công lý này, được sự ủng hộ của cái tổ chức phản động dưới cái tên gọi là PPSOS do tên Nguyễn Đình Thắng cầm đầu, ra sức hỗ trợ và rất nhiều hứa hẹn cũng như giúp đỡ rất là nhiệt tình cho Y Quynh cùng đồng bào bọn dưới cái tên gọi là người thượng vì công lý, cũng như chi phối toàn bộ cái hoạt động của cái đám Puntro lưu vong DEGA hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Đó, chúng ta thấy một cái nhóm của chúng nó có cái sự liên hoàn với nhau như vậy. Phải nói cầm đầu là chính là PPSOS tên Nguyễn Đình Thắng này, và phía bên kia thế giới thì có tên Imut Melo cùng đồng bọn, phía ở trong ở bên Thái Lan thì có tên Y Quynh này cùng đồng bọn, và ở trong Việt Nam, ở trong đất nước Việt Nam đó các bạn, thì có cái tên Herwen, đây có tên Herwen, tên thường gọi là Amison ở huyện Chư Mờ Nga, tỉnh Đắk Lắk, cùng đồng bọn, và cái tên này là tên Ison, tên này là tên Ison, tên Ison là Việt kiều Mỹ nhận lệnh của Imut Melo về để mà tổ chức, tham gia tổ chức dàn dựng cái vụ khủng bố vào ngày 11 tháng 6 tại huyện Chư Quynh. Đó các bạn, chúng ta sẽ thấy được, chúng ta thấy được một cái ổ nhóm phản động, nó có một cái sự liên lạc liên hoàn với nhau là như vậy. Và bản thân tên Y Quynh này thì ngày càng manh động sau khi được cái sự trợ giúp nhiệt tình, lời hứa hẹn của Nguyễn Đình Thắng sẽ đưa vào nhập cảnh vào Hoa Kỳ, và đồng thời là sẽ bố trí cho làm tổng thống thay tên Imut Melo để làm tổng thống nhà nước tự trị DEGA nếu được thành lập. Cho nên bản thân tên Y Quynh cùng đồng bọn ra sức chống phá Việt Nam, ngày ngày thì hắn ta càng thể hiện cái sự manh động. Đặc biệt là thời gian gần đây bọn chúng nó đã khai thác tối đa cái không gian mạng ở các cái nền tảng mạng xã hội để mà làm cái công cụ xuyên tạc, chống phá lại buôn làng, lại chính quyền nhà nước Việt Nam. Thưa với các bạn, chúng ta phải nhận thấy rõ đó là chính cái tổ chức phản động PPSOS của tên Nguyễn Đình Thắng này là nhân vật trung tâm, đã chi phối và điều hành toàn bộ các cái hoạt động chống phá của
cái bọn khủng bố Phun Rô Đề Ga lưu vong. Dưới cái sự chỉ đạo của Nguyễn Đình Thắng, Y Quynh cùng đồng bọn đã đẩy mạnh các cái hoạt động móc nối với người đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên và chống phá điên cuồng ở trên không gian mạng. Hiện nay, bọn chúng nó đã lập rất nhiều cái diễn đàn và rất nhiều tài khoản ở trên các cái nền tảng mạng xã hội và sử dụng nhiều ngôn ngữ, trong đó thì có sử dụng luôn cả cái ngôn ngữ ED, liên tục đăng tải các cái nội dung xuyên tạc, chia rẽ, kỳ thị dân tộc, kích động tư tưởng, ly khai, tự trị và tập huấn cho cái số mà đàn em của bọn chúng nó còn đang hoạt động ngầm chống phá lại buôn làng đang hiện diện ở trong Tây Nguyên này. Năm 2003 thì bọn chúng nó đã lôi kéo được vài chục tên trong nước, các bạn. Cụ thể là ở khu vực Phú Yên, ở khu vực Đắk Lắk, các bạn, ở khu vực Gia Lai, đó, và một số ít ở một số tỉnh khác trên khu vực Tây Nguyên, như là Đắk Nông, Lâm Đồng, Kon Tum. Cái bọn này nó chuyên thu thập hình ảnh và tài liệu ở trong nước có cái nội dung liên quan đến người đồng bào dân tộc hoặc các cái chính sách chủ trương của đảng và nhà nước, chính quyền, các bạn. Xong rồi chúng nó xuyên tạc và chuyển ra nước ngoài để cái bọn ở bên ngoài như là Y Quynh, như là PPSOS Nguyễn Đình Thắng và như là bọn Y Mút ở bên kia thế giới đó sử dụng các cái tài liệu này để mà vu cáo cho Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, cũng như là đàn áp, cô lập người đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Thưa với các bạn, quay lại cái vụ việc khủng bố ngày 11 tháng 6. Quay lại cái vụ việc khủng bố ngày 11 tháng 6, thì khi bắt đầu chuẩn bị cho việc tấn công ngay từ đầu năm 2023, các bạn nha, thì ngoài việc chỉ đạo thường xuyên cho cái bọn nằm vùng ở trong nước như là Hơ Quen ở Chư Mờ Nga, đây các bạn, Hơ Quen đây, đây là Hơ Quen đây, ngoài cái việc chỉ đạo thường xuyên cho cái bọn nằm vùng ở trong nước như là Hơ Quen ở Chư Mờ Nga này, xây dựng, thành lập các cái cơ sở và đồng thời là thành lập cái đội quân của bọn Phun Rô Đề Ga, cũng như trang bị vũ khí cho cái đám lính này, thì Y Mút Mơ Lô ở bên kia thế giới đó các bạn đã chỉ đạo cho Y Quynh, Y Mút Mơ Lô chỉ đạo cho Y Quynh đây là Y Mút Mơ Lô đây các bạn. Đã chỉ đạo cho Y Quynh với vai trò là thủ lĩnh tại Thái Lan. Thấy không? Tức là cái giày giao nhiệm vụ, phải không? Giao nhiệm vụ cho cái tên Y Quynh. Tức là Y Mút Mơ Lô ở bên kia thế giới đó đã chỉ đạo cho Y Quynh với cái vai trò là thủ lĩnh tại Thái Lan tham gia kế hoạch hỗ trợ vật chất, tinh thần cho cái bọn ở trong nước thực hiện. Đây là qua lời khai các bạn nhé. Qua lời khai các cái đối tượng tham gia vào vụ khủng bố đã khai tuột ra hết. Đã cho chúng ta thấy cái tên Y Quynh này. Đã nhiều lần trực tiếp liên lạc, hứa hẹn, hỗ trợ tiền bạc để mua vũ khí, chỉ đạo tập hợp lực lượng, xây dựng quân đội Phun Rô Đề Ga lên phương án hành động cho cái bọn ở trong nước. Và tên Y Quynh này đã thường xuyên liên lạc với ả Hơ Quen Eban, tên thường gọi là A Mỹ Xuân, và tên Y Ba Quân Giá
rồi tên Y Rong Phóc qua mạng xã hội. Sau đây chúng ta nghe cái lời khai của tên Y Ba Bu Giá cũng như là tên Y Rong. Như vậy thì mình có thông báo cho Y Quynh là mình đã lựa chọn địa điểm chưa? Dạ có rồi, đã chọn rồi, ủy ban xã Tiêu, xã Y Tô. Thì cái đó Y Quynh nói gì? Y Quynh nói gì không? Y Quynh nói là đã làm thì làm đến cùng, không được. Y Quynh nó nói đó các bạn, nó nói nó chỉ đạo cho bọn nằm vùng ở trong Tây Nguyên này nè, đã làm là làm đến cùng nữa các bạn. Đó, các bạn nghe lại nha. Đã chọn rồi, ủy ban xã Tiêu, xã Y Tô. Thì cái đó Y Quynh nói gì? Y Quynh nói gì không? Y Quynh nói là đã làm thì làm đến cùng, không được bỏ cuộc. Thì nói gì với Y Quynh? Nói là người giao lại cho Y Quynh là người chuyên người tại Việt Nam mình. Tức là Y Mút là giao cho Y Quynh. Dạ, giao cho Y Quynh. Là người tuyển lựa người đúng không? Và tuyển lựa người và tổ chức lính đi ra tại Thái Nguyên. Trước khi tấn công thì giờ như vậy thì mình có. Các bạn thấy rằng là đây là qua những cái lời khai các bạn nha, của những cái đối tượng đã bị bắt, và đây là những cái lời khai ở trong trại giam. Cụ thể đó là lời khai của tên Y Ba và Y Rong, là những cái tên mà tham gia vào trong cái vụ khủng bố ngày 11 tháng 6 tại huyện Chư Quynh. Đó các bạn. Thì qua vụ việc xảy ra và qua các cái lời khai của các cái đối tượng đã tham gia vào cái vụ khủng bố rạng sáng ngày 11 tháng 6, thì chúng ta thấy rõ cái bản chất mang rợ của cái tên Y Quynh đã kích động cho bọn ở trong nước làm là phải làm cho đến nơi đến chốn, tức là phải thực hiện ba sạch, đốt sạch, giết sạch và phá sạch. Và bọn chúng nó đã thực hiện như vậy qua hình ảnh cũng như qua lời kể cũng như một số cái đường like mà Bảo Trâm đã phát trên Việt Vi Trình, chúng ta đã thấy rất rõ. Cũng như là tên Y Quynh đã dụ dỗ hứa hẹn là sẽ có các cái tổ chức quốc tế đứng ra bảo lãnh, cung cấp và cũng như đưa quân đội và vũ khí vào Tây Nguyên, Việt Nam để mà cùng với bọn Phun Rô khủng bố ở trong nước thực hiện đến nơi, đến chốn cái việc khủng bố đó các bạn. Và hiện tại tên Y Quynh đã biết là có cái lệnh truy nã ha, đã biết rằng có cái lệnh truy nã, đây là cái lệnh truy nã của Y Quynh các bạn, lệnh truy nã của Y Quynh, truy nã đặc biệt các bạn, và hắn ta đã thường xuyên lưu loa khóc lóc cho mình là vô tội, cũng như rên rỉ kêu gọi các cái tổ chức ớt ơ gọi là quốc tế được các bạn, thường xuyên gọi là giúp đỡ, hắn bảo rằng hắn vô tội. Trong khi đó coi như lời khai rồi là nhân chứng vật chứng đầy đủ hết tất cả. Từ đầu năm 2023 là hắn đã nhận được lệnh của Imut Malo bên Hoa Kỳ, bên kia thế giới chỉ đạo, và hắn đã thường xuyên liên lạc với đồng bọn ở trong nước, mà nhiều nhất đó là Hả Hơ Quen ở Chư Mờ Nga, tên thường gọi là Ai Mỹ Sơn. Cũng như chính hắn đã tiếp đón tên Isol, tên Isol đặc phái viên của Imut Malo từ ở Hoa Kỳ bên kia thế giới vào Việt Nam, vào bay vào Thái Lan, bay qua Thái Lan và từ Thái Lan nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua cái sự dẫn đường đưa và đón của Hơ Quen, Ai Mỹ Sơn, cũng như có sự tham gia trực tiếp của Y Quynh. Đây cũng là một cái bài ha, bài chạy tội thôi, không có gì hết trơn đó, chúng ta đã biết hết tất cả rồi, của cái bọn chống cộng khủng bố lưu vong hắn Y Quynh cùng với quan thầy của hắn ở bên kia thế giới đã chối tội, đã chạy tội,
kêu gào là không có liên quan hay là quen biết gì với các cái đối tượng khủng bố ngày 11 tháng 6 cả hết. Và ngay sau cái vụ 11 tháng 6 đã bị lực lượng chức năng bắt gần hết, đúng không các bạn? Bắt gần hết. Và trong đó thì có cả cái tên phái viên do Isol, tên phái viên Isol do cái tên Imut Melo, tổng thống tự xưng của cái nhà nước Dega đó cử về. Đây các bạn, hình ảnh như thế này mà nó chạy tội. Đây các bạn, đây các bạn thấy không? Isol đây các bạn, Isol là ngoài cùng, Isol ngoài cùng đó, đó các bạn. Đây là cái hình tụi nó chụp bên Mỹ trước khi Imut cử tên Isol về về Việt Nam, vào Tây Nguyên để mà thực hiện tổ chức các cái vụ bạo động khủng bố. Vậy mà nó la làng lên, nó bảo rằng nó không quen, không biết. Các bạn thấy không? Đây là cái bài hết thôi các bạn, cái bài hết đó. Thưa với các bạn, chúng ta chắc có lẽ cũng không có phải bàn cãi gì ha về cái lịch sử hoạt động chống đối của cái tên Y Quynh đối với đất nước Việt Nam cũng như là buôn làng Tây Nguyên. Và với cái bản tính xấu xa, đê tiện, với cái vẻ mặt bỉ ổi của hắn, thời gian qua đã bộc lộ rõ đa số mà người, những cái người đồng bào nhẹ dạ cả tin, tin theo hắn đều gặp những cái chuyện không may, không có tốt đẹp nào cả hết. Đó, nào là bị pháp luật, chính quyền xử lý. Đó, rồi nếu vượt biên mà qua bên Thái Lan thì bị cảnh sát Thái Lan bắt nhốt đưa vào trại tị nạn để sống bầy đàn. Còn cái số khác thì sống chui lủi, trốn tránh, vất vưởng, kiếm sống, lang bạc trong một cái hoàn cảnh cùng quẫn, bế tắc. Đúng các bạn? Và giờ đây thì hắn đã chính thức bị cơ quan chức năng của Việt Nam cũng như cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã phát lệnh truy nã đặc biệt với cái tội danh là tham gia vào vấn đề khủng bố. Thì rõ ràng có tội thì phải xử lý, đó là cái điều tất yếu và đó cũng là cái nghiêm túc, cái sự nghiêm túc của pháp luật Việt Nam mà thôi. Bản thân Y Quynh này thì buôn làng cũng như chính quyền đã nhiều lần rồi các bạn, nhiều lần giáo dục nhắc nhở, giáo dục răn đe rồi để cho hắn có cái cơ hội sửa chữa sai lầm. Vì sao các bạn? Tuổi đời còn trẻ, sinh năm 1992 mà, tuổi đời còn trẻ đó đó các bạn. Nhưng bản chất là một cái tên khủng bố thì mãi mãi cũng là cái tên khủng bố thôi. Cho nên hắn có đi đến cái phương trời nào thì tôi thiết nghĩ rằng cũng không có tránh được cái sự phán xét đó, các bạn. Cho nên những người dân ở Tây Nguyên, ở Đắk Lắk cũng như ở trong đất nước Việt Nam đều mong cơ quan chức năng Việt Nam phối hợp với các quốc gia bạn, trong đó có Thái Lan, sớm bắt được cái kẻ mượn danh đạo đức giả tạo để mà phá hoại đất nước Việt Nam cũng như buôn làng Tây Nguyên, và phải bắt cái bọn này để di lý về Việt Nam, về Tây Nguyên xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Việt Nam, và buôn làng sẽ không còn phải lo lắng vì cái tên quỷ dữ Y Quynh Buôn Đáp này nữa. Thưa với các bạn, khi có những cái thông tin về cái vụ việc khủng bố 11 tháng 6 cũng như là phiên tòa xét xử bọn này thì Việt Vision sẽ tiếp tục thông tin đến với các bạn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.